ra, cha ra. Sao cô không đi theo tôi về? Sao cô đi? Hôm nay cô ở bên tôi, ngày mai cô lại đến chỗ thằng Bảy là thế nào? Tôi nói cho cô biết này, bởi vì tôi ngày xưa tôi yêu 100 cô nên cô mới bỏ tôi đúng không? Gì ấy? Tại sao? Đúng rồi. Không bỏ người sao? Không nghĩ sao vậy? Vô lý vừa thôi. Cô là người con gái 101. Cô hiểu chưa? Còn thằng Bảy ấy, nó chỉ là thằng nghèo rách nát thôi. Ông thôi đừng có nói này. Nghèo nhưng mà nhân cách còn hơn ông đấy. Đừng có nói như thế. Nhân cách? Nhân cách làm gì? Nhân cách mà không có tiền chỉ là nhân cách nghèo thôi. Im đi. Cô làm sao? Cô đánh tôi đúng không? Cô đánh tôi không? Cô đánh tôi á? Cô làm gì được tôi? Bây giờ ấy, tôi chỉ muốn giày vò cô mấy thằng Bảy thôi. Cô hiểu chưa? Thực chất đấy, tôi không yêu cô. Con giống cũng chẳng ra cái gì đâu. Cần gì phải ra gì? Ra tiền là được. Có tiền là có tất cả. Cô hiểu chưa? Có tiền có tất cả. Cô khóc à? Cô khóc thằng Bảy bây giờ đến cứu cô được không? Có về trụ của anh Bảy không? Còn lâu. Còn lâu. Thằng Bảy mới đến cứu cô hiểu chưa? Nó nghèo lắm. Ông im mồm đi, đừng có nói nữa. Nữa. Nó chẳng có gì trong tay cả. Im đi. Cô lại khóc như thằng Bảy thôi. Chỉ là một đứa suốt ngày khóc thôi. Không bao giờ vui vẻ được. Cô hiểu chưa? Nghèo không có tội. Do rách, do nghèo, không có tiền. Ông đừng có nghĩ ông có tiền mà ông kinh thường người khác như vậy. Cô đánh tôi hơi nhiều đấy. Tôi nói cho cô biết. Cô mấy thằng Bảy ấy, suốt đời yêu nhau, suốt đời khổ thôi. Không ngóc đầu lên nổi cái xã hội này đâu. Cô hiểu chưa? Cái loại người như ông. Người làm sao? Người tôi làm sao? Người cô niêm sỉ. Cô niêm sỉ á? Cần gì phải niêm sỉ? Có tiền cần gì phải nhìn liêm sỉ làm gì? Ông đừng có cậy quyền. Quyền gì? Tôi có tiền rồi. Tôi có tiền là tôi làm gì tôi cũng làm được hết. Nhá. Nhưng mà ông không có quyền đi khinh người khác như thế. Tôi khinh hết. Tôi nói với cô biết này. Cô mấy thằng Bảy nhá. Tôi sẽ trả thù. Bà dày vò cô mấy thằng Bảy đau khổ suốt đời thôi. Thế có gì chứ ông cứ chú hết lên tôi để đừng có liên quan gì đến anh Bảy. Em không liên quan gì hết cả. Ông im mồm đi. Đừng có nói nữa. Giờ ấy, cả cô thằng Bảy ấy, tôi thù hết, tôi ghét hết. Ghét hết mấy đứa nghèo. Đứa rách. Nghèo không có tội. Ông im mồm đi, đừng có nói nữa. Giờ cô nghĩ lại đi. Cô nhá. Gia đình cô còn thiếu tôi 500 tỷ đấy. Cô phải theo tôi. Bây giờ tôi cũng đã theo ông rồi. Ông đừng có nhắc gì đến anh Bảy nữa. Đừng có làm phiền họ nữa. Tại vì tôi ghét thằng Bảy đấy. Nhưng anh không liên quan gì trong chuyện này hết. Tại vì tôi thấy thằng Bảy
mấy cô âu yếm nhau. Tôi ghét lắm. Tôi ghét, tôi căm thù lắm. Cô hiểu chưa? Thế là việc của tôi, có ông Lý liên quan cái gì? Việc của cô cũng như việc của tôi thôi. Tôi kêu là hai người khác nhau liên quan. Tại sao lại liên quan? Cô chưa bị ăn vả. Đau của cô chưa kinh à? Việc của anh bảy thôi. Quẹ lên luôn. Lên luôn mà nghe. Chị Gina bị đánh đi nữa. Bây giờ nhá, cô bảy nó không có ở đây. Cô kêu trời kêu đất đi. Lên lên lên. Đi. Cô hô to lên thử nó đến cứu cô không? Thằng này. Thằng này, mày làm gì? Mày làm gì? Hả? Thằng này mình muốn làm gì? Tao vừa ở đứa. Tao muốn hành hạ cái con này. Mày làm sao? À. Này cả ngươi đến đây á. Ngươi đi mò cua bắt ốc ở dưới đây làm gì? Mày này. À. Ngươi sút ta đúng không? Này. Hôm nay này. Ghét cả ngươi luôn đấy. Tao bảo này. Mày là quân tử đấy thì mày đừng mang nợ nần mày áp đặt vào chuyện tình yêu nhá. Nhá. Áp hết, đặt hết. Mày vừa làm gì ai? Mày vừa đánh ai? Mày vừa tát ai? Tát lại anh ơi. Hả? Tát con đầu hói kìa. Mày này, à. Tao phải né từ camera đi. Chứ không thì lại bị thế nọ kia. Mày làm sao? À. Thôi. Đánh. À. Này, tao bảo mày này. Này, tao tát mày bắt chép hát này. Mày à. Mày làm sao? Ngươi còn cười đẻo tao à? À, ngươi thấy ta đau, ngươi sướng à? Tôi bảo cho ông biết này, nếu là ông người đàng hoàng ấy, bây giờ nợ nần không liên quan đến chuyện tình cảm, ông lại còn đòi nhìn thẳng vào đây nói chuyện. Ông lại đòi làm sao? Ông đòi muốn cái gì? Hả? Giờ này, tôi muốn giày vò cái đứa kia. Để cho nó đau khổ suốt đời. Này ông có bảo còn là con người không? Cần gì? Có tiền cần gì phải còn cần gì con người. Thôi ra đã. Bây giờ em muốn sao? Em không biết đâu. Hả? Tôi đẹp trai. Thú ngồi nhé. Tôi có tiền. Thú quỷ. À còn đẹp trai hơn người đấy. Xấu hơn con lợn, xấu hơn con ma, xấu hơn con quỷ, xấu hơn cức. Cái gì? Thôi gì? Thôi gì? Mày không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Mày biết chưa? Cô này anh bốn mà ra đấy. Thì mày đừng có ham hòng, đừng có nói mày định làm côn đồ ở đây. Tao đang ở đây rồi, mày không được làm hại anh em của tao, không được làm hại cha ra, không được làm hại Alpha, mày hiểu không? Vướng gì? Xong làm hết. Giờ tao chẳng vướng ai cả. Này. Nãy tao lúc mà kia tao nghe câu chuyện rồi. Ngày xưa cha ra nó chia tay mày là vì lý do là mày yêu một phát 100 con. Oh my god, help me. Mày thấy chưa? Mày thấy mày vô duyên bố láo không? Tao còn chẳng có con nào. Đúng rồi, chả hù cho anh. Mà mày lại yêu một phát 100 con, mày như thế mày được à? Tao thích thế đấy. Vậy tại có tiền. Tao thích gì mà chẳng được. Anh cũng có tiền rồi nha. Tao để tiền. Hôm để nay tiền. Đấy. Ngươi này tiền ngươi no trả nợ cho hộ cha ra đấy. Này. Cứ nói thẳng với ngươi luôn này. Ngày hôm nay đấy. Tao đã đến đây được ấy. Là tao có thể trả nợ được. Alpha, chiến gai. Nhìn nhá kỹ này. Vàng ròng. 1000 con chín. 1000 con chín. Em cắn thử cho coi. Gãy răng. Gãy răng ấy. Gãy răng anh ơi. Đây, mày nhìn vàng em. Vàng ở Đông Dương. Vàng bên ta đây. Mày ghi yên đi. Vàng bên nước ta đây. Tao không cần biết mày nhiều tiền hay mày ít tiền. Đây chính là. Tao đã nói câu chuyện là tao sẽ trả nợ cho cha ra. Mày hiểu không? Trả nợ. 500 tỷ đấy. Cục này 570 tỷ. Bo mày 70 tỷ. 570 tỷ. Cục vàng này 570 tỷ. Cục vàng này. Ngươi định lừa ta. Vàng này là vàng 100 số 9. Ngươi định lừa ta. Cái cục vàng này 570 tỷ á. Ờ.
Rồi sao? Người cân lên được bao nhiêu năm? Mày đem đồng này đi, mày rời khỏi khu vực này đi. Tao không cần biết. Thích thì ra pháp luật. Bây giờ mày đem củ vàng này đi. Về, tao quay video lại rồi. Tao không cần giấy tờ. Mày cầm cút khỏi khu vực này. Vàng này gọi là củ. Tao nhà tao vàng này gọi là củ nhỉ. Tao bên nước tao ấy chỉ nói vàng. Là cục vàng. Mày thích mày này. Tao nói thật cho mày biết như này này. Ở quê tao nó khác với quê mày. À thế à. Việt Nam ít. Ôi em ok. Cái cục vàng này 570 tỷ sao nó nhẹ như cái bông hồng thế này. Biết không? Không biết đâu. Mày có lấy không? Cút đi. Đây là vàng đời mới, không phải vàng như ngày xưa nhá, không hiểu không? À, vàng xốp à? Vàng mới, không phải vàng xốp. Hàng chất lượng cao. Chất lượng cao à? Ơ? Không vỡ đâu. Ôi. Vàng giả. Người nửa ta. Ta không thể tin tưởng ngươi được. Không. Cô phải đi theo tôi. Cô biết chưa? À. Này. Hôm qua đấy, tôi còn nghĩ là ông yêu Chara. Bọn tôi còn tin tưởng là có thể là sau này ông có thể lo cho Chara. Nhưng ngày hôm nay đấy, khi biết được cái câu chuyện này đấy, ông đừng có mơ. Ông đừng có mơ là chúng tôi để ông đi. Ai em ok? Bỏ tay cho Chara. Nợ nần, bọn tôi sẽ bỏ cố gắng. Không bỏ. Bỏ ra đúng không? Bỏ ra. Bỏ trăm 500 tỷ hay là không bỏ 500 tỷ? 500 tỷ đây. Cầm ơi. Cái này đưa tiền ông đấy. Đấy anh nói chuyện. Nghĩ lại đi. Yeah. Ngươi phải theo ta. Còn cái đứa này á. Mày đừng có động vào Alpha. À. Cái bé con này vả đau phết này. Này, 500 tỷ. Ngươi về đi học đi. Đừng có làm côn đồ nữa. À. Ông đi này. Làm côn đồ ấy, ngồi sổ đầu bài đấy, ngươi hiểu chưa? À. Ngươi cười ra. Cô, không khuyên giải bạn bè cô nhá. Cô đừng có trách tôi đấy. Bây giờ ông nghĩ làm sao? Cô hiểu chưa? Không phải lo đâu. Anh cho chị cục vàng này, chị không phải lo đâu. Vàng nữa. Cô đi theo tôi không? Không. Bọn tôi sẽ cố. Bây giờ cô nghĩ lại nhá. Tôi nói cho cô biết này. Một là giả tiền. Hai là tôi cho bố mẹ cô vào trong tù. Cô suy nghĩ kỹ đi. Này, tao cần thời gian. Anh em bọn tao sẽ cố gắng gom góp vào. Nhà tao thiếu gì tiền. Bọn tao sẽ gom lại 500 tỷ thì bọn tao sẽ gom để cho bọn tao một tháng. Được chưa? Một tháng kiếm được 500 tỷ. Bọn tao thiếu gì? Quá là mơ. Làm mơ. Ngày xưa tao từng phá của gia đình 5.000 tỷ. Nhưng mà đến với lại đợt vừa rồi ấy, anh em bọn tao kiếm được 8.000 tỷ một ngày. Ừ. Nhưng mà năm nay kinh tế khó khăn, tao đang dồn tiền sang ngân hàng Thụy Điển. Ngươi có nghe thấy gì không? Sấm chớp. Ông trời đang cười ngươi vì ngươi nói phét đấy. Cười ông ấy, ông nói phét đi. Ngươi hiểu chưa? Ta bảo ngươi này. Đi theo ta. Đừng có kháng cự nhá. Bỏ tay cho ra ra. Bỏ tay cho ra ra. Kháng cự biết điều gì xảy ra. Bỏ tay cho ra ra. Ngươi kỳ đẻ của ta. Ngươi khinh bỉ ta sao? À. Ngươi học võ à? Chơi đấy! Chơi đi chơi ra! À Alpha! Chơi đi! À, Cho biết thế nào là lấy độ đi! Đủ chưa anh? Đấy xem hỏi số đủ chưa? Đủ chưa? Ok! Sợ chưa? Mới học võ gì đấy? Ngươi học võ gì? Chim gây cánh! Đại bàng tập bay! Đai gì rồi? Ta hỏi ngươi đai gì rồi? Đai cầu vòng! Đai cầu vòng? Võ mà cũng có đai cầu vòng mà. Người thấy ta khỏe chưa? Chưa. Em ơi, không phải nhường. Đừng nhường nhị gì cả. Không phải nhường nhị loại này. Chơi lớn. Anh ơi nhưng mà chênh lệch quá lớn. À phải chạy về đây. Nào, bây giờ nhá. Ông phải đứng ở đây.
ông quay đi rồi. Này, tôi nói cho ông biết như này, một con người như này nhá, bị một cái đứa trẻ đánh như thế kia, không thích sỉ nhục à? Hả? Sao đang thế? I love you. Tokyo. Chocolate. Các ngươi cảm giọng tiếng gì không? Ngoài hành tinh à? Nói cho mày biết như này này. Này. Ui dồi ôi, 500 tỷ mà nhà mặc áo fake này. Béo nhỉ? Không phải fake đâu. Không fake. Ê, mặc đồ fake. Không fake đâu. Sao? Áo xịn của nước ta đấy. Áo không fake. Rồi thích làm sao? Không thích sao? Ta nói cho hai đứa mày biết này. Ôi nói gì? Tao nghe này. Giờ hai đứa mày khôn hồn là phải cút đi chỗ khác nhá. Để ta nói chuyện với cha ta. Đấy, được chưa? Tao đứng ở đây, tao cũng có thể nói chuyện với mày. Tao với thay mặt cha ra được chưa? Cái này là của việc riêng của ta. Còn ngươi ấy, ngươi chỉ là... Bỏ tay ra. Để em vào. Tiểu học thôi. Tiểu học á? Tiểu học á? Ngươi chỉ là đứa trẻ tiểu học thôi. Ui, ở đây có mà. Ông đi ra chỗ khác để rồi đấy. Để nó đi ra nha. Đau quá. Chơi lại nha. Mày đi vào không? Kinh chưa? Kinh chưa? Chơi quá. Sao đang hay đồ? Chà là tôi có mấy ổ cầu chê rồi tôi chê. Tôi kêu bố gì mâm tôm chả có lúc xử hai người đi được mâm xuống đi mì tôm để ta nói chuyện với cha ra mâm tôm lắm rồi xí chó à cha ra tao là người hiểu luật mày hiểu không mố phát tao quýnh mày là tao sẽ phải giơ cam lên trời để tao không vi phạm tội đấy con người hiểu luật nó vậy. Các người. Có lúc Alpha đánh thì kệ Alpha đấy, việc của Alpha. Các người chỉ là những đứa con đồ thôi. Các người chẳng làm gì cho đời cả. Ông cũng chả chỉ làm biết gì đánh đâu. Và đánh thôi. Yeah. À. Không ổn. Chết rồi, có anh rồi. Chơi mạnh người ăn mà tôi cho cái gì tội đi mặt ta đúng không ai đi chơi đi không nhưng mà chị không đi được đâu sao tôi yên này người lớn với nhau rồi bây giờ nói chuyện đàng hoàng tiền bọn tôi sẽ giả đừng ông đừng hành hạ người cũ như thế được chưa ta thích hành hạ đấy ta thích hành hạ làm sao hả ta thích hành hạ đấy ông nhè ông có cái gì ông có gì ông có gì mà ông đòi với cha ta ta có tiền ta có kinh tế. Ui, ông có nghe tiền. Hiểu chưa ông có tiền tôi cũng có tiền. Good boy này nước vàng như vàng giả. Ui, làm được nhiều đời lão thế nhỉ giả thôi. Mày biết không, nhưng cục vàng này tuy nó là vàng giả, nhưng mà đấu giá. Sao ngươi nói với ta trước là đây là vàng gì? Vàng thép. Nhưng mà cục... 5.000 tỷ á. Nghìn năm... Sao? Phá hoại tài sản người ta. Phạt 500.000 tỷ. Cục vàng này tuy là không phải là vàng thật, nhưng mà gia đình tôi là nó là vàng đắt tiền. Đắt tiền á? Nó là một cái tài sản vô giá đối với gia đình tôi. Đây. Nó là 570.000 tỷ. Nói năm vậy rồi. Ta kiểm chứng cho ngươi biết. Ngươi đưa cho ta đây. Mặt này là vàng. Còn mặt này là nhựa. Này vàng này. Ôi. Ôi. Đi thôi. Kêu. Kêu ta. Không kêu. Cô không nghĩ số tiền 500 tỷ cô đoạt ra.
Ôi, chết rồi. Làm sao? Bây giờ là ông, anh nghĩ là như này hợp lý để ông ấy toang đi. Hả? Người đây. Cô mà chi? Cái tội của ông là hơi bị không được rồi. Chà đá, ông ai cứu ông bây giờ? Ông không biết bơi thì ông sợ nước cái gì? Này, em không phải bênh không làm gì nữa. Ông ấy đã kiểu muốn hành hạ em rồi. Cứ khôn hồn thì tự lên bờ. Này đấy, anh nghe nãy anh nghe có câu chuyện của mày mới ông đấy rồi. Cô không nghĩ số tiền 500 tỷ cô nhà cô nợ ta không? Ba mày xảy ra mệnh hệ nào? Gia đình cô sẽ biết. Tay ra. Hay là cứu Ninh. Cứu. Tôi nói cho biết như này này. Bây giờ ông động của anh em bọn tôi đấy. Ngày hôm nay chỉ có bọn tôi ăn alpha sang. Quá là perfect. Muốn chờ bọn anh 4, anh 6, anh 5, anh 7, anh 8, 9 lên. Thì ông cứ sập nguồn. Rồi tự lên đi. Alpha cứu ông đấy à? Ừ em cứ cứu đấy đi. Kinh chưa? Alpha ơi. Alpha, nghe anh. Cháu lên bờ không thủ nhất nữa. Cứu nó đi Alpha, cố gắng làm người tốt đi. Đồng động vào Alpha sang. Chocolate. Người không phải là con người. Nó là San, là yêu tinh đấy. Sao là thế? Người là con yêu quái. Không phải yêu tinh, yêu tinh có lòng người. Ô, ông còn nói chuyện tình người ở đây á? Ơ, trong lúc ngày xưa yêu cha la 3 năm trước, ông yêu một phát 100 cô. Đấy, ông đi lừa 100 người. Xong ngày hôm nay ông có tiền. Các người thật là độc ác. Ai độc ác thì chưa biết đâu. Câu chuyện này ai độc ác, các bạn comment giúp mình là giúp mình. Này. Này. Này, tao nói cho mình biết như cô, này. Cô nghĩ lại đi. Cần gì phải nghĩ lại. Số nợ đấy. Gia đình cô phải trả hết cho tôi. Này. Hôm anh này. Này, tôi bảo anh như này này. Tôi căm thù. Cô. Và bạn bè cô. Này, nói cho ông biết như này này. Quên mất rồi, vừa nãy là định nói. Nhưng mà quên rồi. Hả? Người quay phim người còn nhầm hay sao? Nhầm là chuyện bình thường. Quay phim còn nhầm. Thật nực cười. Cười vào mặt người. Thằng này chó này. Thằng chó này. Người còn quên nổi tại đâu. Cờ hóa này. Quay phim. Thằng nào có liêm sỉ ở đây thì tự biết rồi đấy. Liêm sỉ của ta đã trôi theo dòng nước này hết rồi. Ôi, đúng là không biết nhục. Ta cần gì phải liêm sỉ. Kinh thật. Con người của ông chỉ vậy thôi. Loại ông ấy là loại chỉ việc kế thừa ra tài sản của gia đình thôi. Chứ con người như ông làm gì có tiền nhiều như ngày hôm nay. Đấy. Bố mẹ ông lắm tiền lắm. Nhưng bây giờ thì vào tay ông ấy chỉ một vài năm nữa thôi cũng sập tiệm. Nha. Không biết hay. Nha, được chưa? Người đừng nói trước. Người suy nghĩ lại đi. Chà là. Rồi sao? Cô có cứu tôi lên không? Không. Ai cho người chen vào ngang một câu chuyện của ta? À, đồ tấp đeo. À, có biết ngại à? Không. Chà là. Đưa tay đây nào. Đi về. Cứ này vấn đề như này đi. Tiền nong các thứ ấy, thì có thể gia đình em thì gia đình, nhưng mà đi theo anh về anh em mình tìm cách cứu đi. Tìm cách để bọn anh sẽ gom tiền vào 500 tỷ. Được chưa? Không.
Là sao không được? Là không đủ đâu. Bây giờ thằng Bảy nó cũng cùng anh cố gắng kiếm thêm tiền mà để giúp gia đình em trả nợ được chưa? Cha La ơi, đưa tay đây nào. Lấy em nhau bạn nhá. Người biết bài đấy à? Lấy em nhau bạn nhá. Ta đi về, nghe anh đi về. Ăn vào đi về. Đi về. Đi về đấy luôn đi. Cha La kéo ta lên. Thôi kệ đi. Cha La, Cha La ơi, người có ghi lại số tiền 500 tỷ không? À, người bỏ mặc ta đây sao? Có được không anh Phan? Anh Cha La, thôi cứ về đi, về ngâm tính. Cha La, cứu ta. Rồi sao? Anh như vậy, em không muốn làm phiền mọi người. Bây giờ bọn anh đã quyết định rồi, bọn anh sẽ cố gắng chung tiền vào. Cố gắng để góp tiền vào để giúp em. Phiền phiền cái gì? Anh em mình sao phải cứ gọi phiền làm gì? Chị đừng khóc nữa vì em ăn trộm tiền. Em không muốn làm phiền mọi người đâu. Bây giờ này, vấn đề là như này này, nó không phải là vì yêu em. Mà nó muốn báo thù em ngày xưa là bỏ nó. Bây giờ nghe anh đi, về anh em mình sẽ bàn cách để kiếm 500 tỷ. Bây giờ gia đình em nợ gia đình nó 500 tỷ mà nó đòi lấy em về để nó hành hạ em đấy. Chứ không phải nó thích em đâu, nó lấy em về để yêu em đâu. Em biết rồi nhưng mà không còn cách nào khác đâu anh ơi. Để em nghe, anh em không phải chịu khổ một mình vậy được. Bây giờ anh không thể nào để em chịu khổ vậy được. Anh em mình nữa mà. Các người, mày đi làm sao? Người bỏ mặc ta tâm xuất ở dưới sông này sao? Đúng mày, ông trời thương ta, ta lại được cứu rồi. Nguyễn Đình ra, Nguyễn Đình Giang Hồ. À, người biết đây là gì không? Là thuốc. Thuốc gì? Thuốc này là thuốc. Không, người nói sai. Chú chạy. Không. Thuốc này đã cứu ta, cái vị thuốc này đã cứu ta. Không cho nó nhiều anh pha, chờ đó. Tao nói cho mày biết như này này, bỏ buông tha Cha La đi. Được chưa? Ta không buông. Ta không thể buông được. Mối thù này. Ta càng hận các ngươi hơn. Còn ngươi nhá. Làm sao? Người đã sao? Bảo em người đẩy ta xuống. Rồi sao? Người thích rồi sao? À. Bỏ ngay cái cách đi ra. Người đừng để ta nóng lên nhé. Dạ thôi. Các ngươi đừng để ta nóng lên. Hơi mệt đấy. Tốn tiền điện. Mày thích làm sao? Anh ơi, không đuổi mày đây. Mày cô nhá. À, cô này. Mày đánh ai đấy? Mày đánh ai? Mày tát ai? Tao chưa ra. Mày về với tát ai? Mày về tát ai? Ta tát cô ta. Và ta tát cả em cô ta nữa. Mày đây. Ta đánh ta. Mày làm sao? Mày làm sao? Tao đánh cả người nữa. Cầm anh cái điện thoại. Thái ơi. Ướt mất điện thoại.
Giàu quá. Mày. Mày hơi quá đáng rồi đấy. Lúc mà tát cho ra. Bảy ơi. Nó vừa tát cha ra mày ơi. Ở sao lại ở đây? Mày, mày thích làm gì? À, thích hành hạ cái đứa kia này. Mày hành hạ. Mày hành hạ không? Giờ các người kẻ đông ghi hiệp một thằng như ta sao? Mày to hơn tao mà. Mày chơi đi. Tao với mày này mày chơi đi. Đó, mày chơi đi. À. Chà đây. Tokyo. Mày chơi đi. Chơi một kêu. Mày chơi đi. 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 Ai. Cái lộn này. Mày định làm trò gì ấy, con lợn này? Hả? Mày định làm trò gì ấy? Bớt xuống cống anh bố đó. Bớt xuống cống nghe anh bố. Mày định làm trò gì ấy, con lợn này? Mày định làm trò gì ấy, con lợn này? Hả? Mày định làm sao? Bớt nó xuống cống, mày xuống cống. Mày định... Nói chứ, nãy này. Một người đi à? Một người á, chú Mích ạ. Thằng này nó không phải yêu cha ra đâu, mà nó muốn trả thù cha ra. Nó trả thù cha ra đấy. Trả thù. Được. Tí nó kể mà nghe. Nhưng mà nó này không được rồi. Mày thích đánh không? Mày thích đánh không? Mày đâu? Mày đâu? Mày người ta hả? Mày thích đâu người ta đi à? Hả? Con lợn này. Mày đứng dậy. Nhanh lên. Bọn mày được lắm. Đứng lên. Bọn đứng mày lên. Hôm nay lại giở trói giang hồ rồi. Mãi mãi chỉ là giang hồ thôi. Tao đang hồ ấy. Có lộn này. Con nhện rách này. Mày đưa đi cơ. Ôi. Này con nhện rách. Lôi chỉ bay không mày? Mày bốc cổ ta. Mày biết mày đang bốc cổ ai không? Mày là tao nào mà tao người sợ mày? Mày sợ ai? Mày là ai mà tao cần phải biết? Hả? Chà là... Chà là nào? 500 tỷ. Con mở bồ mắt nói được à? Hả? 500 tỷ chà là. Mày còn 500 tỷ gì? 500 tỷ gì? Ờ. Mày thấy 500 tỷ không? Là... Mày định làm cho gì? Mày định... Mày làm cho gì? Không nghĩ 500 tỷ là con người ta đây à? Mày bắt chân người ta hả? Cô hôm nay cô được lắm. Cô gọi bạn người. Bọn cô đến đây để hành hạ ta, đánh ta. Rồi. Chính người vừa tát cha ra và lại đẩy ta xuống sông. Chính người vừa là vừa... Mày dám đánh nhá. Mày đánh cha ra rồi. Thôi bé. Đấy không? Bé đánh không? Sao là cái chỗ? Người biết người vừa xé rách áo mồ người ta. Rách thì kệ mày. Áo mồ người biết áo này bao tiền không? Thì làm sao? Mày thích làm sao? Mày thích làm sao? Mày thích làm sao? Mày chỉ có một thôi. Mày nhìn đây mấy? Hả? Làm sao? Tụi mày ơi. Mày đứng lên, thằng mày đứng lên. Mày đứng lên nhanh. Mày chỉ mày đứng lên. Mày chỉ nằm quần hồ thôi mày ạ. Mày đứng lên nhanh. Lên quần hồ. Làm gì được cơ đời. Chỉ biết đánh nhau thôi. Đi lên đi. Mày đi bò lên. Mày cầm đánh con gái. Anh Minh ơi. Mày cầm đánh con gái à. Anh Minh ơi cứu em. Anh nào cũng đánh con gái. Bảy ơi, đừng quăng qua tay mày bảy ơi, người ta bảy ơi, đừng làm bay, nóng quá rồi, bảy nóng quá rồi, lôi bảy lên vào, lôi bảy lên vào. Thằng Minh cái này xì bay ra ngoài đi. Bình tĩnh lại em, anh em mình có cái để cứu ra ra, cứ về bình tĩnh. Được. Lên vào, Anh cảm ơn.
Mày sao không? Lên bờ lại. Thôi, giữ lại. Quá không? Quá đánh người nào. Nguy hiểm đâu. Giữ lại. Cái bốn giữ lại. Mày mà. Lên bờ lại. Không phải nóng mà em. Bây giờ vấn đề là mình phải bình tĩnh giải quyết. Cha ra thì cũng nợ gia đình nó 500 tỷ là sự thật. Bây giờ anh mình phải giải quyết đàng hoàng. Gia đình cha ra là nói dân cha ra là đúng. Nhưng mà bây giờ nợ gia đình mà không trả đấy, bố mẹ cha ra phải đi tù đấy. Cha ra vì gia đình vì cha ra mới vậy đấy. Cứ nâng lên đi. Người ta ngất xuống đây rồi. Nó cứu lên. Nó lộn này lên á. Nhét thằng luôn này. Ôi chúa. Cứ kệ nó để nó trôi đi. Luôn này. Nó trôi đâu trôi. Ôi trời ơi. Có sao không? Nó tát mấy phát vào mặt. Đúng rồi. Đưa anh chị em. Vâng kia nhét tát vào mặt kia ra nhiều lắm. Đau không anh? Tát cả Alpha mà. Đúng rồi. Nó tát cả ai. À cả em dẫn anh cầm ra làm em nữa. Ôi sao không? Hả? Lên bờ đi. Ôi, lần này rồi ông bỏ qua những cái vụ nọ nần đấy đi. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, không sao đấy. Ông đã khổ rồi. Không sao. Đấy, ông nằm xuống đấy. Em nhìn cái gì mày nhìn. Cái gì? Anh nằm. Chết ra bị Alpha bị đánh này. Có hả nó? Tự nhiên em đang xem. Sao hả Alpha? Hả? Alpha? Nó tắt cả Alpha. Nó tắt em nhiều không? Không. Hả? Có. Tắt đau không? Hả? Nó tắt đâu? Có mà. Anh thấy đâu nhiều đi. Lắm. Hả? Anh phải ôm anh camera mà em dỗ dành anh camera. Nó tắt chỉ cho ra. Để anh xử lý vụ này. Có ra. Mày đứng lên. Đừng đánh người ta. Chồng đánh nó. Chồng đánh nó. Bình tĩnh để nó thở ra. Cháu là người văn minh trong anh đó. Mày đứng lên nào. Đứng lên nào. Mau. Mày đứng lên nào. Mau. Mày vừa làm gì? Đấy mày tao đây. Mày vừa làm gì? Mày tao đây. Đứng đánh người tao. Mày tao đây. Con lợn đây. Mày vừa làm gì? Bình tĩnh lên. Đi bay. Bình tĩnh nè. Mày vẫn còn đeo kính mày quách được à? Mày còn đeo kính mày quách được à? Đeo kính được à? Đứng lên. Cái kính này. Lợn đấy. Thằng này đi làm kia thằng này cũng làm gì biết. Đi làm kia. Cút mày nì. Mày nì. Mày nì. Mày tao đây. Mày tao đây hả? Mày tao đây hả? Thôi nè. Ôi bình tĩnh đầu của tao. Cháu đánh nó đâu? Mới tát tí. Bây giờ tát có một xíu thôi. Tốt nhất là ông nên bỏ cuộc đi. Mọi người chưa biết câu chuyện đâu. Cháu kể cho mọi người biết như thế này này. Tức là nãy cháu nấp vào đây cháu nghe là câu chuyện là cháu mới Alpha kìa. Hỏi Alpha thì biết. Tức là nếu không phải là muốn lấy Alpha cha ra về để lấy cưới bình thường đâu. Mà là nó bảo là ngày xưa đấy. Ê! Năm! Ngày xưa ấy cha ra chia tay nó là vì lý do gì mọi người biết không? Không phải nghèo mà là ngày xưa cha ra chia tay nó vì lúc đấy là nó yêu 100 đứa mà cha ra dỗi đấy. 100 đứa. Ờ. Yêu 100 đứa thì không yêu 100 đứa thì mày yêu cha ra làm gì? Cái thằng này thằng chết thôi, mày thấy chết. Vậy thì ông bây giờ ông làm sao được? Ôi. Đấy, yêu 100 đứa mà phát hiện cha ra phát hiện thế là cha ra buồn quá chia tay thì ông ấy quay lại bảo có lý do vậy thôi mà cũng chia tay ông đấy. Thế là bây giờ ông ấy lừa gia đình cha ra thì bị vay một khoản vay 500 tỷ để ông ấy kiếm cái cớ đấy. Ông ấy ép buộc cha ra phải lấy ông đấy để về ông ấy hành hạ ông bảo vậy. Ôi, láo à. Ừ, nãy cháu ấy bảo là nãy nó ông ấy bảo là cô nghĩ tôi yêu cô sao? Tôi chỉ sẽ trả thù cô và trả thù dòng bảy thôi, có phải không? Có phải không? Cãi đi. Cãi ông đây cái. Cãi. Tao làm gì mày? Hả? Cãi. Tao làm gì mày trả thù hả? Mày thì đâu. Tao làm gì mày trả thù. Mày thì đâu mà tao xem. Mày thì đâu mà tao xem cái tao không có đâu. Đánh người ta đã. Đi chứ để giải quyết cho thì thế nào? Giải quyết cho tao. Bây giờ tôi chỉ ba không đánh nữa. Giờ chưa. Ông sắp giải quyết. Tôi nhớ. Ông tại sao? Ông có mục đích gì? Ta ghét. Bum bum. Chỉ ba không đánh nữa. Bum bum. Chỉ ba mấy nào ổn thôi. Ông có mục đích gì? Mày nói. Ta kinh người là người nghèo. Mày kinh gì mà kinh không? Mày thích kinh không? Mày thích kinh không? Tốt về mặt, tốt về mặt. Để nói đấy, mọi người bình tĩnh. Các người không lo nghĩ làm ăn.
chỉ nghĩ đánh nhau và thói quần đồ thôi. Này, ngươi cũng không có tiền đâu, chẳng qua gia đình ngươi giàu thôi. Mày làm cái trò giống gì chưa? Bố mẹ ngươi. Ông đã làm được trò gì chưa mà ông bồm nó nói với tôi như vậy hả? Hả? Đồ á. Bao nhiêu tiền của ông làm ông có làm được đồng nào, ông toàn của gia đình ông thôi. Đúng rồi. Ông đoạn đi ăn bám thôi, ông nói ai hả? Gia đình ta. Cuộc sống của ông toàn sống theo cái cũng kiểu là tiền của ta thôi. Cái bạn này á, chẳng đưa dùng dân là cứ phá sản vì mày thôi. Ông mà cứ như thế nhá, ông phá hết sạch luôn không. Hết sạch tiền nhà ông luôn. Phá hay không thì hồi sau sẽ rõ. Không cần phải hồi sau hay rõ, quan trọng bây giờ là mày đừng có bố láo như thế. Đừng có giở thói côn đồ. Nhất là cái thằng này. Thì làm sao? Mày hả? Đánh ta hơi bị đau đấy. Chuyện mày. Đúng rồi, mày đánh người ta hơi bị đau ấy. Đánh vừa thôi, mày đang xuân đấy. Ủa xuân, trả ra cho mày này. Này, tao. Bây giờ. Tao nói cho mày nghe. Tao nghèo thật, tao rách thật. Tao có tình cảm, mày hiểu không? Mày xem mày có cái gì? Mày giàu mày có cái gì? Hả? Nó có tiền, nó có tiền em ạ. Mày có tiền. Cái gì? Nó có tiền. Nó giàu nhưng mà nó có tiền. Tao có tiền. Ấy, con mày chỉ là thằng nghèo, thằng rách, nát và thành côn đồ thôi. Thằng côn đồ. Ê này nhá, mày bố anh em tao côn đồ nè, mày không được đâu nhá. Ai côn đồ nữa? Mày bố anh, mày bố anh côn đồ nữa. Thôi mày biến tao. Các người chỉ biết đánh tài sao? Tao biết vả mày, tao mới đánh mày bây giờ. Bây giờ các người đồ. Bây giờ đồ nát, đồ nghèo. Ông không được nói vậy, ông mà nói vậy nhá, ông lại gây lên cái hiềm khích cho anh em chúng tôi đấy. Mày đừng có nói nữa, tốt nhất là mày ngậm cái mồm chó mày lại đi. Chà ra. Tốt nhất là ông về Ả Rập đi. Chà ra ơi. Mày ngậm cái mồm lợn của mày lại đi. Ông về Ả Rập đi. Ông chà không có mồm chà ra nữa. Này. Tốt nhất bây giờ là mày biết đấy đi. Chà ra. Không muốn chà ra cho biết gì hết. Cô có nghĩ số tiền 500 tỷ. Gia đình cô nọ ta. Nhưng cô này cái này cũng không được cơ. Làm sao phải kiếm tiền được giả. Ra ra. À. Mày cút đi. Ơi nật cổ tay rồi. Mày biến đi. Mày biến về Ả Rập đi. Ra ra. Ra ra. Ra ra ơi. Anh đi bắt phá nhá. Ông sẽ mày biến về Ả Rập B rồi số tiền đấy để cho nhà. Ừ, mày móc cua đi. Móc cua chưa bảo đấy. Móc cua. Đang nào? Ôi, đang nào cũng vậy thôi. Ra ra. Ra đi cái gì? Nói tôi. Đưa tay đây nào. Mày nhau bạn nhá. Đưa tay đi nào. Mày đưa tay làm gì? Tay hả? Đưa tay không hả? Bé ơi. Hả? Bé ơi đâu đi không? Đang xuất đây. Đang xuất ra anh chịu ấy, anh không giải quyết được đâu. Người khỏi ốm này. Cẩn thận đi. Tao biết. Sao hôm nay ngươi khỏe đấy? Ngươi còn yếu sinh lý không? Hết chưa? Còn thì liên hệ việc ta. Việc gì ngươi? Việc của ta đấy là của ta. Việc gì ngươi hả? Ngươi à? Con lợn bắt này. Sao là tìm một thiếu. Thôi ngồi vậy đi. Bây giờ bật cười đấy à? Bật cười đấy à? Này, hôm qua ông to lắm mà. Hôm qua ông nói to mồm lắm, sao hôm nay ông yếu đuối vậy? Anh không biết đâu. Em bị hành hạ mấy ngày hôm nay. Người em giờ chỉ còn những sợi bún thôi. Sợi bún thôi. Sợi bún thôi. Ông bảo ông bún vào đấy cho bọn tôi còn hành hạ ông chứ. Ông có uống thuốc vào để cho bọn tôi hành hạ chứ. Ngồi dậy chứ mày. Bố nói anh nhỉ. Chú làm sao ấy? Này tôi bảo chú biết này. Ông muốn. Ôi cha ra đây. Không sao anh. Mày giờ này mày còn biết đi à? Ôi. Em đợi anh ơi. Tối nó đi ăn dưỡng thì bay. Thôi. Cút này. Mày làm gì ấy? Này, mày cút về Ả Rập đi. Mày vô. Cút về Ả Rập. Các người.
Mày lại làm cho gì? Tại phải phá mà, cứ làm quấn nó đấy. À bây giờ mày tốt nhất là mày cút về Ả Rập đi. Bỏ qua cho ra ra đi. Mày biến đi. Quân lợn đất ra. Bỏ qua làm sao được. Đây là hậu quả đấy. Gia đình cô ta thiếu ta số tiền như thế. Tiền ấy để gia đình nó tự rồi tìm cách trả nợ cho mày. Tìm ra. Đưa tay đây. Cháu đưa không? Thôi. Mày. Chút nữa nữa. Mày số tao hơi mày nhiều nhá. Tiêm sao? Hả? Tiêm sao? Thằng bảy rách ạ. Sao thôi chứ nào? Mày càng nói mày càng ngu ấy, con lợn ra. Đội mũ lên, bận đội. Bảy đội mũ lên xem có giống không? Không, cháu có một giống con chó này. Đấy. Đội mũ lên xem có giống không? Để làm sao mà. Nghe đây nè. Biết đâu mà đội mũ của mày lại giàu gì lắm. Được ấy. Hôm nay mày cái quần đeo cái mà cái quần rách này. Mày. 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 Lộn này. Mày mãi chỉ là một thằng năm rách quần thôi. Nói nhiều, nói nhiều. Ông có tiền. Ông có tiền mà ông chê người nào. Hôm nay mày ăn phải cực quá. Cực quá hả? Cực quá hả? Mày ráo với tao ấy. Mày đi kinh thường đâu không? Mày kinh thường đâu không? Ôi. Uống gì không? Hả? Mày nhìn lại cái quần mày đi. Thôi. Không? Mày nhìn lại cái quần mày có phải rách không? Không. Nhìn đi. Mày đánh người ta đó. Mày phát cho nó kinh thường chứ. À, tốt nhất là bây giờ mày ngậm cái mồm. Bây giờ mày. Mục đích của ông làm gì? Này mà ông đòi. Ông đòi lấy cha ra về ông để hành hạ nó. Không. Mày lại con đi người gì thế? Không. Mày làm sao đấy hả? Hả? Mà ông lại lừa gia đình nhà nó ạ. Sáu ơi, mày gọi nó làm gì? Con lợn này cũng cái trắng thật đấy. Kinh là trắng tinh đấy. Trắng lợn. Mục đích Sáu ơi. Mục đích là về để hành hạ cha ta. Ông thật là Sáu ơi. Sáu cái căn của cột ông ấy. Ta yêu quý người đấy. Yêu cái gì đây? Hay là mày lấy nó về đi rồi xây cha ra tiền từ nọ đấy. Không. Hay là đấy. Có cái bụng này. Chết với Sáu ơi. Có bà dê ngon đòn mà không thèm lấy cơ. Đúng không? Nấu tao thấy không? Chê cắm chùm chim rồi. Mày. Ngon đòn. Mặt dài. Ý dỡ. Dài của. Anh mặt thì mặt cú. Bà dê là ngon đòn nhất rồi đây. Ừ, bà dê đi. Tôi có anh bốn rồi. Này đừng có bảo mua chuộc thằng Sáu nhá. Này nó nhiều quá. Tốt nhất là bây giờ ấy. Cút về Ả Rập đi. Thứ kệ tiền đi. Không đi bằng nước bà dê không phải đi. Mày hiểu không? Tôi anh ơi, tôi có ăn bốn rồi. Mày có hiểu không? Được chưa? Sáu cái nịt đi. Anh bốn. Nó đòi cướp em kìa. Kệ mày người ta ngoài đây đi. Người cần bao nhiêu tiền ta cho ngươi. Sáu ơi. Đừng có lòng mua chuộc cái Sáu. Này. Đừng có mua chuộc nha. Một đấm luôn. Buồn nhớ. Buồn nhớ. Người đấm từ đây. Đau lắm rồi. Đau chưa? Đau được chuyện mày ý. Thế mà lại còn đừng. Chà ra. Tao nói với mày rồi, mày cứ về Ả Rập đi. Chà rồi. Mày cút về Ả Rập đi, đừng có để làm bảng ở đất nước tao nữa. Có lợn à? Bắt chưa? Khi nào? Khi nào? Tao lấy được 500 tỷ. Năm trăm tỷ mày cứ cút vé đi rồi gia đình nó chứ. Không. Nhìn cách nó giả cho mày. Sao? Trời ơi, già thế kìa. Má nó. Má nó. Má nó. Sao không ăn? Má nó. Bây giờ là mày hãy làm như thế đi. Ngồi dậy đi. Nhìn vào ai? Lên bờ đi. Rồi em thích anh Sáu luôn này. Là anh chuyện như thế này cho mày chơi vô mình một nước ra. Thứ nhất này, ông David Dudu, ông chỉ vì trả thù gia đình cha ra mà ông bắt cha ra là không được, bởi vì
cái số tiền ông nọ cũng là ông lừa đảo người ta thôi. Cái gì? Số tiền gia đình, gia đình nhà cha ra nọ cũng là ông lừa đảo mà nên. Lừa đâu chú, cái này gia đình cha ra vay tiền nhà ông đấy. Ý là cho ông là ông lừa đảo để vay đấy. Bắt cái gì chú ra để chú ra lại là vay nói vay được. Chỉ có vậy thôi. Cái này nha, cháu nói với chú. Bình thường nhà cha ra làm gì mà không. Chỉ vì cám lợn thôi mà không được. Nha, cám lợn lên tập đoàn của cả Campuchia ăn mà. Tập đoàn mà ăn chung sao ấy. Cũng không kinh vậy. Bây giờ cha ra là em mình nhưng mà mình cũng không được bênh quá đáng vậy. Đâu phải ra đấy chứ. Biết là ngày gì mình có thể chút được. Đây. Như thằng ấy có thể mà vay được này. Này. Rách này. Tốt nhất. Mày nói gì nào ấy? Này. Tốt nhất là ông giải quyết theo cái vấn đề tình cảm thôi. Wow. Không được giải quyết theo vấn đề ác ép và nọ nằm như thế. Chính ra đâu rồi. Đây. Mày hỏi gì tao biết à? Anh Trung. Anh Trung ông đội không? Đẹp đấy anh. Đẹp chứ. Đưa cho em xin lại. Có tiền một phải xin lại cái kính. Kính này kính kỷ của em ấy anh ạ. Cha ra. Đi theo ba. Này. Cô nhá. Này, cha ra. Cô nghĩ này số tiền 500 tỷ đi. Này. Cha ra. Đấy, bảo cái. Mày đánh tao như thế chưa đủ hay sao? Thôi, mày bình tĩnh lại. Bây giờ là thế này nhớ gì? Bây giờ cha ra mà đi theo ông chỉ cần bây giờ anh lớn trong đây anh sao anh khuyên giải bạn của anh à? Cha ra mà đi theo ông mà chỉ cần sắt một cọng lông cọng tóc thôi là ông sẽ bị dính chướng ngay. Chú biết đấy. Từ ngày đi theo mày phát là từ ngày đi theo mày phát là cha ra hoái đầu đặng chấm tóc đầu cơ kìa. Hoái trầm trọng này. Oh my god. Thì quát không? Bóp cái phát này bóp cái này quát. Bỏ rách này mày cầm tay ai? Bỏ ra. Ông bỏ rách này cầm tay ai? Rồi. Rồi. Điện thoại xuống đất. À. Này. Ông bỏ ra. Dạ ông cái. Dạ ông cái mũ. Ôi mũ bẩn thế. Bẩn ông cũng đội được. Ông nhà ông giàu đấy mấy là mình phải dùng cái mũ này. Đeo này. Đâu mà ông như vậy bẩn thế sạch. Cái mũ này là mũ thương hiệu của ông rồi. Thôi. Mày về mày chạy mấy lồng đi. Ông bỏ ra. Mày về mày chạy cái mấy lồng mày. Chuyện tôi làm gì chuyện tôi. Thôi mình tính bình tĩnh lại. Thôi, về lo sự nghiệp tương lai đi. Thôi, đấy. Đưa cho ra đây, nhanh lên. Ông đừng nói nhiều. Thôi. Anh bốn thải em ra. Bảy rách. Bảy nát. Bảy nghèo đói. Anh bốn thải em ra. Anh bốn thải em ra. Anh bốn thải em ra. Anh bốn. Người ta đang gọi là làm vụ cấy cho ra. Tao nói ông Bảy biết này. Không giải quyết được việc gì đâu. Mày hôm nay mày đánh tao nhá. Tao không quên đâu. Rồi. Tao sẽ cho mày ra pháp luật. Cho ra đi. Hiểu chưa? Thằng Bảy nghe mày nát ạ. À. Không thấy em đâu. Bình tĩnh nào. Tôi đánh ta. Tôi đánh từ nãy là ngươi chưa đủ sao? À. Tôi này. Bây giờ tôi nói cho ông một câu như này. 3 ngày, cho tôi 3 ngày. 3 ngày. Bây giờ thời hạn giá tiền chưa đến. Bỏ tay ra cho bọn tôi 3 ngày, anh em bọn tôi sẽ cố giả tiền đâu. Ông cơ này ông không có quyền giữ cha ra. Bọn tôi đã nói 3 ngày rồi, ông không có quyền giữ cha ra. Anh em bọn tôi sẽ cùng nhau. Đúng rồi. Dạ. Đúng. Kiếm tiền trả ông. Ông cơ này không có quyền nói ở đây nữa. Đúng rồi. Hiểu không? 3 ngày sau không có tiền hãng tính. Đúng rồi. Này. Ngậm cái mồm lại. Biết chưa? Ngậm cái mồm lại. 3 ngày. Ừ. 3 ngày này. Ông đi ra. 3 ngày này. Không cần ông cứ ăn đồ rách. Ông cút về nhà đi. Đồ rách đồ nghèo. Tính lại. Cha ra. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Cô nghe những lời bạn cô nói chưa? Không có gì đâu. 3 ngày. Thôi. Kệ nó. Tôi cho hẳn cô và bạn cô 3 ngày rưỡi. Ok chưa? Yeah. Ok. Ok mà, nó phải dọc kiểu vậy đó. Không kiểu vậy đâu. Được chưa?
lo mà kiếm tiền mà suy chuẩn bị tiền đây. Thế chưa, 500 tỷ chưa kể lãi nhá. Tôi bé thôi. Thế chưa? Để về anh tính không? Tôi nhớ này. Mày bình tĩnh lại nào. 3 ngày rưỡi. Mày đi không? Tao bốt được hết này đi. Quấn lên. Yeah. Nó về nhà nó kìa. Cái đó lượng xe này. 3 ngày rưỡi. Phải trông đủ số tiền rồi. Thôi giữ vào giữ bấy lại. Giữ bấy lại, giữ bấy lại. Logo mới nhỉ. Ông, ta cho các người ăn cắm lợn đấy. Thôi cứ về. Có lợn đi. Chá Lan về. Tôi dẫn Chá Lan về, bọn anh cũng cố gắng tìm cách cứu cứu em. Đi đi về. Cứ về. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi. Cẩn thận cái thằng bấy này, cái này nó lên nữa. Cũng sẽ qua. Mày nhớ bản mặt mày đấy. Nha. Cứ để yên đấy. Biên yên đấy rồi. Mau mà chuẩn bị tiền đấy. Rồi ok. Mày cút đi. 3 ngày sau tao sẽ gặp mày. Mày nhớ đúng không? Tao sẽ cho mày tăng nhiều lần. Cứu Chà Ra thôi anh em ạ. Phải kiếm tiền để trả nợ. Mày xuống đi. Cút đi. Đi về đi về đi. Về về. Trả nợ nhau mày. Đi về rồi tính tiếp. Đi xuống. Đi về. Đi xuống. Đi 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 đi